mà đại ca, sao mình cứ phải bò khổ thế? Mày ngu đấy, mày điên trộm mà mày cứ ấy thế để người ta phát hiện ra. Nhưng mà mình phải biết là nhà không có ai thì mình mới phải ăn trộm chứ đại ca. Ôi chết, xin lỗi các chú nha, nhà làm gì có ai. Ui các anh ơi, nhà này có cam. Ui trời ơi. Ừ, đúng mùa, ngọt lắm anh ạ. Các anh thử miếng em. Ngu nữa, nhanh về. Ôi. Hình như toàn quả nấu ở hiệu đấy cả. Ngon. Quả này lúc này ối tiền đấy. Ngon, được. À, mà ăn thôi, ngu lắm. Thằng Quy, nhanh đi. Ui, sợ sạch chẽ phòng này. Đại ca, cứ tin vào em. Hết, 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 đây, đúng đi luôn. Đã xong một cái. Ui, đại ca, đại ca. Phòng này em tìm hiểu có cam đấy, đại ca. Ê, đùa. Không thật đấy, em tìm hiểu kỹ rồi. Nhà này có cam, đại ca mở cửa hé hé phòng mà nhìn xem. Ui. Ê, em bảo, có cam thật. Thế bây giờ thì sao đại ca? Thì bây giờ mày vào mày kiếm cái gì, mày che đi. Nhanh, để tao sang xem phòng này nào. Đại, em hiểu, đại ca để em. Không chưa, dọn tới đâu rồi. Thơm luôn, đúng đại ca. Vào. Kìa, xong chưa, che chưa. Vào, mày cũng che cam chưa à? Em tưởng đại ca bảo che mặt cho cam nữa nhìn thấy. Nên là em phải sử dụng cái mặt nạ đất sét của nhà Húp Yêu A rồi. Với khả năng loại bỏ mụn đồ đen và nhẹ nhàng với làn da của chất kem thì mềm mịn dễ tán, không hề gây bong chóc đau da. Chỉ cần thoa và tán đều, đợi 5 đến 8 phút và rửa sạch bằng nước. Hút sạch bã nhờn của mụn đồ đen. Thậm chí những vết mụn nhỏ li ti cũng được xử lý sạch sẽ kỹ càng. Khi dùng thì thấy màn mát, đắp xong thì có một đọm nhất định trên da. Không hề khô da, cực kỳ lành tính. Phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da dầu. Mày đùa bố mày đây à?